Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được nhanh nhất, sớm nhất các video clip do Tiến Dũng phát thường nhật hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay, 22 tháng 10 năm 2020, kèm Tiến Dũng vừa về được một số thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn. Đây là những mặt hàng mà do bạn hàng của Tiến Dũng đã tuyển chọn rất kỹ nữa từ bên nước ngoài. Và trong cái đợt hàng này có một số thùng hàng còn thùng xốp. Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những mặt hàng của ngày hôm nay và sau đó sẽ khui các thùng xốp này ra. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng và ngắm nghía những sản phẩm. Quý vị quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Cửa hàng Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn. Và trước mắt quý vị là những mặt hàng audio vừa về từ bên nước ngoài. Tiến Dũng và các đối tác bạn hàng đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng các mặt hàng này. Và cửa hàng Tiến Dũng luôn phục vụ quý vị và các bạn với chế độ hậu mãi, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, bao zin và bao đúng xuất xứ. Ngày hôm nay thì có các dòng loa của Nhật, loa của Mỹ, các dòng equalizer của Nhật về tại ngày hôm nay. Đầu tiên, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bow 363. Âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe là mẫu 363. Âm thanh của nó rất tuyệt vời. Với thiết kế trang nhã, sang trọng, thùng bóng sơn mài, có các họa tiết hoa văn ở đây rất đẹp. Mẫu loa này sử dụng một loa bát 20cm, bát súc nằm ở phía bên trong, một loa chép. Và phía trên này là một loa mic. Đây chính là loa toàn giải cao cấp của thương hiệu Bow. Hai thùng loa được làm độc lập, hai khối độc lập và có ốc bát định vị phía đằng sau. Và đây là tổng thể kết nối phía mặt sau. Loa trung âm, loa toàn giải được đặt phía trên với dây dẫn từ phía dưới lên. Chạm loa được làm bằng đồng, xi mạng bằng đồng, nhìn rất đẹp, màu vàng. Mẫu loa Bow 363 hàng bãi của Mỹ. Mẫu loa này có mức giá 20 triệu. Tình trạng zin đẹp, seri trùng số đúng cặp. Và đây là thùng loa bên đây. Bow 363. Dung sẽ quay một vòng để anh em ngắm nghía. Và tuyệt đẹp. Tất cả zin nguyên bản hàng Mỹ. Và phía dưới này đó là chân của bộ loa này. Bow 363, mức giá chỉ 21. Dòng này các anh em có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Tiếng của nó rất thoải mái. Quý vị có thể chơi đa thể loại dòng nhạc và có thể kết hợp hát karaoke gia đình khá thoải mái. Mức giá chỉ 21. Xin lỗi quý vị, mức giá 20. Và phía ở đây thì giúp vừa về được hai mẫu loa Bow. Mẫu ở trên là 201, hai la mã Music Monitor. Mẫu này sử dụng một loa bát 16 và một loa chép loại 6. Xin lỗi vị, mặt một loa chép loại 8cm. Loa chép 8cm nằm phía bên hông. Loa này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ tầm 15m2 hoặc làm loa lời hỗ trợ cho các dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng trung âm của nó rõ nét. Dòng này cho cả tiếng trung và tiếng chép đặc sắc, rất tuyệt vời. Anh em không cần phải gắn thêm tụ đối với các dòng 201. 201, 2 là mã Music Monitor. Anh em có thể đọc gọn là 201 Series 2. Mẫu này có mức giá 4 triệu 500 ngàn. Và mẫu phía dưới
đó là mẫu loa 201 Audio Video Monitor. Đây là dòng loa cao cấp nhất của mẫu 201 tất cả các đời, bao gồm series trơn, series 2, series 3, series 4 và series 5. Mẫu này cũng tương tự như mẫu ở trên, anh em có thể sử dụng nghe nhạc trong các không gian nhỏ và làm loa lời cho các dàn âm thanh lớn. Cặp loa Bow 201 Audio Video Monitor, tình trạng zin nguyên bản, hàng được sản xuất tại Mỹ, mức giá 5.500.000. Cặp loa này rất hiếm trên thị trường. Cặp loa này sử dụng củ loa bass to giống như Bow 301 AV Monitor, sử dụng côn 6 lớp, khả năng chịu đòn của nó rất tốt, đến tuyệt vời. 5.500.000 cho cặp này và 4.500.000 cho cặp này. Và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng equalizer vừa có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Những loa và những equalizer về chung với những mặt hàng có thùng xốp này. Đầu tiên, ở trên cùng thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu BSR 110X, hàng của Mỹ. Dòng này có phân khúc giá bình dân, tuy nhiên tiếng của nó rất tuyệt vời, lọc 20 cần, có đèn đầu cần, mặt phay nhôm. Chiếc này có mức giá chỉ 4.800.000. Phía dưới này đó là một chiếc Marantz model EQ580. Đây là chiếc equalizer rất nổi tiếng của thương hiệu Marantz, thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, 20 cần chỉnh độc lập, có đèn nháy ở phía chính giữa, dạng đèn nước. Chiếc này hàng bãi của Nhật, tình trạng zin đẹp. Mức giá của chiếc này là 7 triệu. Chiếc Marantz 580 7 triệu. Đối với những dòng equalizer của Nhật và của Mỹ, anh em đều có thể sử dụng để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke. Đặc biệt rất cần thiết đối với những anh em sử dụng nhạc từ mạng, từ TV, Internet. Anh em có giải mã thì cũng nên có lọc, và không có giải mã thì cũng rất nên có một bộ lọc equalizer để làm cho âm thanh của nhạc mạng lung linh, và đặc biệt biên độ của nó đẩy lên rất mạnh. Và tiếp theo thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu equalizer của thương hiệu Onkyo. Model của nó là E707. Chiếc equalizer model E707 sử dụng 22 cần chỉnh. Mỗi bên sử dụng 24 cần chỉnh, mỗi bên 12 cần độc lập, có đèn đầu cần. Dòng này rất hiếm trên thị trường. Chiếc này cho âm thanh rất hay. Anh em có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke. Biên độ tín hiệu rất mạnh và đặc biệt nó không bị méo tiếng. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Chiếc equalizer model E707 của thương hiệu Onkyo, mức giá 7 triệu. Và tiếp theo phía dưới, anh em chơi equalizer thì rất quen thuộc với mẫu này. Đó là mẫu equalizer của thương hiệu JVC. Đây chính là Victor. JVC là hàng xuất Mỹ, còn Victor là hàng nội địa Nhật. Đó là mẫu JVC model SIA 80. Chiếc này rất nổi tiếng và đặc biệt cực kỳ hiếm trên thị trường. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm, 20 cần chỉnh độc lập. Chiếc này không có đèn đầu cần và có đèn nháy phía chính giữa. Đây là chiếc equalizer rất nổi tiếng, đặc biệt size của nó rất lớn, size của nó khoảng 46cm. Chiếc equalizer JVC model SIA 80, chiếc này có mức giá 11.5 triệu. Và tiếp theo là chiếc Victor, người anh em của chiếc ở trên, đó là chiếc Victor SIA 70. Chiếc SIA 70 này với thiết kế 24 cần chỉnh, hai bên chỉnh độc lập, mỗi bên 12 cần. Âm thanh của dòng này rất rõ nét. SIA 70 cũng là một thương hiệu, một model rất nổi tiếng của thương hiệu Victor đến từ Nhật. Chiếc này có mức giá 8.400.000. Và chiếc ở phía dưới là một chiếc Pioneer, anh em quen gọi là Pioneer. Đó là chiếc Pioneer model SG 9500. Với chiếc SG9500 này, thiết kế mặt phay nhôm, 20 cần chỉnh, mỗi bên 10 cần. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm, không có đèn đầu cần,
chiếc Builder model SG 9500, mức giá của nó là 8.400.000 bằng với chiếc Victor. Tất cả zin đẹp thì Dũng sẽ quay một vòng để anh em ngắm nghía. Đẹp xuất sắc, tất cả bao zin, bảo hành lượng kỹ thuật 1 tháng, đầy đủ các chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tất cả zin còn rất đẹp, hàng bãi, nội địa Nhật, điện 100V. Riêng đối với chiếc Pioneer 9500 có 2 dòng điện, và chiếc GBC của C80 4 dòng điện, anh em có thể bật qua bật lại 110, 220, rất tiện dụng. Anh em quan tâm hãy gọi Trần Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Anh em ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời liên hệ trực tiếp địa chỉ Tiến Dũng vừa nêu. Cửa hàng nằm tại đường Nguyễn Văn Quá, ngay gần cầu Tham Lương. Và tiếp theo xin giới thiệu đến anh em mẫu là Bầu 301 Series 2 bản vỏ vàng. Đây là dòng loa có phân khúc giá bình dân, tuy nhiên tiếng của nó rất tốt, bass lực mạnh, trung âm và chép của nó sáng rõ, thích hợp cho việc nghe nhạc và kết hợp hát karaoke trong các không gian nhỏ tầm 25m2. Anh em có các không gian lớn hơn thì có thể sử dụng thêm súp và hoặc cũng có thể sử dụng hai đôi. Với thiết kế vỏ vàng, thùng bằng trang trí bên ngoài bằng simili. Đây là tổng thể phía mặt sau. Mẫu loa bầu 301 Series 2, hàng của Mỹ, tình trạng zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp, thì Dũng bảo hành lượng kỹ thuật 1 tháng, phục vụ quý vị với mức giá 9.000.000. Tiếp theo thì Tiến Dũng sẽ khui những thùng hàng này ra. Lẽ ra là để những cái thùng hàng này đến tối ngày hôm nay thì Tiến Dũng mới live stream khui hàng. Tuy nhiên rất sốt ruột, muốn nôn nóng giới thiệu đến quý vị và các bạn nghe bây giờ. Quý vị và các bạn muốn Tiến Dũng live stream để giới thiệu sản phẩm hay muốn làm clip giới thiệu sản phẩm, hãy để lại những bình luận ở phía dưới video này để Tiến Dũng biết. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mặt hàng còn thùng xốp ở đây. Tiến Dũng dùng từ còn thùng xốp nghĩa là những mặt hàng này đã qua sử dụng bên nước ngoài, với gia chủ cũ họ còn giữ lại được thùng xốp. Đây là mẫu loa Pioneer model CS88A, cặp này về từ Mỹ, tình trạng còn thùng xốp. Phía bên đây là một cặp loa và một chiếc ly nữa, Tiến Dũng sẽ giới thiệu lần lượt đến anh em. Với những sản phẩm như Builder CS88A là những sản phẩm được sản xuất vào những năm khoảng 1970, cho đến nay đã vừa tròn nửa thế kỷ, và việc còn thùng xốp là một việc khá hiếm. Những anh em đam mê âm thanh thì thường rất thích sưu tầm những mặt hàng hiếm và có giá trị sưu tầm. Trước mắt anh em là thùng hàng của Pioneer model CS88A. Đây là dòng loa mắt cáo rất nổi tiếng của thương hiệu Pioneer đến từ Nhật. Hàng của Nhật sản xuất cho thị trường Mỹ vào khoảng những năm 1970. Phần thùng loa còn có rất nhiều màu thời gian, tuy nhiên cái phần xốp ở trong còn đầy đủ.
xốp trên và xốp dưới còn đủ. Tôi sẽ đổ luôn cái thùng hàng bên kia ra, rồi sau đó sẽ giới thiệu đến anh em. Đây là những mặt hàng được sản xuất vào những năm 1970-1972 do hãng Pioneer của Nhật sản xuất ra cho thị trường Mỹ. Cặp này cũng còn đủ số. Thùng bao la bên đây cũng còn đầy đủ xốp, hai miếng, trục trên trục dưới. Trên đây còn logo của Pioneer. Chào mừng quý vị, là mẫu là Pioneer model CS88A. Đây là tình trạng hàng second hand với tình trạng còn thùng xốp. Ở đây anh em thấy thùng loa còn vàng ươm và đặc biệt e căng của nó còn xanh mướt. Cái này chứng tỏ gia chủ cũ còn giữ gìn rất kỹ. Đây là mặt sau của e căng. Mẫu là Pioneer model CS88A. Sử dụng một loa bass FB loại 30cm, hai loa mic loại 12cm, hai loa chép giấy ở phía bên đây, và phía trên cùng đó là một loa super chép kèn. Các tuyến loa đều màu zin rất đẹp. Xin mời anh em cùng ngắm nghía một vòng với sản phẩm này. Phần lưng nó hơi bị mốc, cái này chúng ta chùi nó sẽ ra thôi, chùi nó ra. Tuyệt đẹp, thùng loa vuông vức. Những cặp loa đã có 50 năm từ khi nó ra đời. Đây là phần tem thông số ở phía mặt sau. Pioneer model CS88A, Max Input 80W, trở kháng 8 ô, loa được sản xuất tại Mẹ Anh Gia Băng. Hai nút vi tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng trung và tiếng chép. Và đây là hai cầu loa. Cặp loa Pioneer model CS88A của thương hiệu Pioneer với tình trạng zin nguyên bản còn thùng xốp, sử dụng bao zin. Cặp loa này mức giá 26,5, giá rất tốt cho cặp loa nửa thế kỷ còn đẹp. Và tiếp theo thì Dũng sẽ khui cặp loa ra trước. Đây là cặp loa Bow 363, nó tương tự với cặp bên đây. Cặp này hàng đấu giá về, ở đây anh em thấy còn đầy đủ các tem kiểm hàng của siêu thị. Đây là mẫu loa Bow 363 hàng của Mỹ. Thế đây là các hóa đơn, các tem kiểm hàng của siêu thị. Tất cả xốp và bao trùm còn đầy đủ. Ở đây còn một phiếu bảo hành hay là một thư cảm ơn. Trên đây là một phiếu bảo hành của thương hiệu Bow model 363.
đầy đủ xốp. Cái này có logo của thương hiệu Bow 363. Tôi sẽ nhấc nó ra khỏi đây. Tất cả shop còn đầy đủ. Trước mắt quý vị là mẫu là Bow 363, hàng bãi của Mỹ, tình trạng còn thùng xốp, phiếu bảo hành của hãng khi xuất xưởng. Tôi sẽ mở hết e căng ra. Mẫu này tương tự với mẫu tín dụng có giới thiệu từ ban đầu ở trên kệ. Đối với tên giống thì còn thùng xốp hay không còn thùng xốp thì cũng phải còn rất đẹp, và đặc biệt là phải zin đúng xuất xứ. Anh em đã giao lưu với tên giống thì đều biết ra cái tiêu chuẩn của tên giống rất kỹ trong việc này. Tất cả zin đẹp. Với độ đẹp của cặp thùng xốp này cũng tương tự như cặp không thùng xốp trên kia thôi. Liền lạc, zin đẹp hết. Cặp loa Bow 363, tình trạng zin đẹp, còn thùng xốp, phiếu bảo hành của hãng khi xuất xưởng. Cặp này có mức giá 22 triệu. Anh em quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiếp theo là một chiếc âm ly, cũng là tình trạng hàng đấu giá bên siêu thị về. Anh em thấy các phiếu của siêu thị kiểm hàng. Chiếc này là âm ly Lusman model L505UX. Đây là một chiếc âm ly high end của thương hiệu này. Thương hiệu Lusman đến từ Nhật. Nguyên thùng xốp. Trước mặt quý vị là bên trong phần thùng hàng của Lusman model 505UX. Đây là dây nguồn. Dây nguồn zin của hãng. Đây là remote zin của hãng. Chiếc này còn dây nguồn và remote. Đây là những mặt hàng đã sử dụng bên nước ngoài. Với những chiếc âm ly dòng high end được sản xuất vào những năm khoảng
2000. Đây là những model khá mới. Trước mắt anh em là chiếc âm ly Lussmann model 505UX. Tình trạng còn hộp xốp. Ở đây chúng ta thấy còn một cái túi để đựng cái sản phẩm này lại. Hãng này rất kỹ. Đây là dòng âm ly rất cao cấp của thương hiệu Lussmann, được sản xuất vào những năm khoảng 2000-2005. Với dòng này thì các anh em yêu âm thanh đều biết là nó rất đẳng cấp. Anh em có thể phối ghép vào rất nhiều dòng loa cao cấp như JBL, như Tannoy, như Bên Đúc, như Bầu, đều rất tuyệt vời. Đây là chiếc âm ly Lussmann model 505UX, dòng âm ly chữ ký đặc biệt cao cấp của thương hiệu Lussmann đến từ Nhật. Chiếc này thiết kế với mặt phay nhôm màu bạc, hai đồng hồ VU. Bên đây là volume và bên đây là input select. Máy có đầy đủ các tính năng bass, jack và có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng. Đây là tổng thể phía mặt sau. Và luôn tiện đây xin giới thiệu luôn đến anh em mẫu âm ly Đờn Đông 2000 ba la mã. Chiếc này rất quen thuộc với anh em yêu âm thanh rồi. Chiếc này cũng vừa về ngày hôm nay, 2000 ba la mã của Đờn Đông. Chiếc này 250W điện 275W điện 100V. Chiếc này mức giá 15.500.000. Và chiếc âm ly Lussmann ở trên này sử dụng điện 100V. Hàng nội địa Nhật. Đây là các rắc kết nối ở phía mặt sau. Rắc kết nối ngõ vào còn vàng óng. Dây nguồn zin, remote zin và các chạm loa hãng làm rất ngầu. Máy có thể chơi được hai cầu AB. Đây là phần thông số, công suất nguồn 270W. Sử dụng nguồn điện 100V. Hàng được sản xuất tại Made in Japan. Sản xuất vào năm 2013. Bây giờ Tiến Dũng cung cấp thông số không chính xác, 2013 là cái năm sản xuất của sản phẩm này. Bên đây có rắc kết nối dạng ba lăng nữa. Anh em có đầu đĩa ba lăng hoặc các thiết bị giải mã ba lăng có thể đưa vào đây. Chiếc âm ly Lussmann model 505UX. Tình trạng zin đẹp, còn thùng xốp, remote, dây nguồn zin. Cái này mức giá 49.500.000. Máy tuyệt đẹp. Dòng này anh em có thể phối ghép với Bên Đúc, với Tannoy, với các dòng dương loa JBL đều rất tuyệt vời. Anh em quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Trên đây là những sản phẩm audio của Tiến Dũng về được vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034764. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Xin mời quý vị và các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để thường xuyên nhận được các video mới nhất được cập nhật vào lúc 11 giờ trưa trên kênh Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Cuối cùng, Tiến Dũng xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong các clip sau.